Vâng, xin chào các bạn. Đây là những tuyến đường ở Hà Giang vào tháng 12 năm 2020. Chúng tôi gồm 4 người đến từ miền Nam có dịp đi công tác, và chúng tôi đã có một cái chuyến thiện nguyện ở các huyện ở vùng núi, vùng ven ở tỉnh Hà Giang. Và trên đoạn hành trình chúng tôi đi qua những con đường, một bên là vách đá và một bên là vực sâu. Cảm giác như là những cái ngọn đồi nó vừng vừng, thật là hùng vĩ luôn đấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được đi trên những cái cung đường rất là quanh co hiểm trở như thế này. Thật ra đoạn đường này thì không có gì là gọi là hiểm trở, nó chỉ là quanh co thôi. Có những cái tuyến đường mà tôi không thể nào mà nghĩ rằng người ta có thể di chuyển ở trên đó được như vậy. Có những tuyến đường chỉ bằng một cái bánh xe để có thể chạy qua thôi, nếu như hai chiếc xe thì không thể nào lọt qua được. Trên những cung đường Hà Giang như thế này đã ghi dấu lại trong cuộc đời của tôi rất nhiều những kỷ niệm tươi đẹp. Và rất là mong có một ngày gần nhất tôi sẽ quay trở lại với Hà Giang và một khung cảnh cũng như thế, nhưng con người sẽ khác hơn, bởi vì trải nghiệm lúc đó là mang những nỗi niềm nhung nhớ quay trở về Hà Giang. Vào tháng 12, 2020, lúc chúng tôi trên đường đi thì thời tiết lúc đó rất là lạnh. Và có một cái kỷ niệm khi trên con đường như thế này mình nhìn trời khá là mát mẻ, nhưng tôi phải sử dụng rất là nhiều những tuyệt chiêu, trong đó là tôi phải bận là 5 cái quần và 7 cái áo tôi mới có thể mà di chuyển được tại nơi Hà Giang này. Và lúc đó thời tiết thì là như nhớ là âm khoảng 3 độ gì đấy, nghe các anh chị ở địa phương người ta nói. Đúng là người dân ở dưới, tôi là đứng người ở miền Tây, miền Tây mà lên tới ngay cái thời điểm đó thì đúng là một trong những cái thử thách rất là cam go, bởi vì được trải nghiệm rất là thú vị. Nếu như trong cuộc đời chúng ta chưa từng trải qua những cung bậc như thế này, có thể một ngày gần nhất các anh chị có thể đến Hà Giang. Một câu nói có thể nghĩ về Hà Giang thế này: nếu như là một người đam mê và yêu thích du lịch trải nghiệm, chưa một lần chưa đến Hà Giang thì rất là nuối tiếc cho cả cuộc đời. Các bạn hãy lên lịch, khi mà chúng ta đất nước hòa bình trở lại với cái mùa giãn cách này thì chúng ta sẽ quay trở lại với Hà Giang và chúng ta sẽ khám phá những vùng đất mới. Các bạn có thể nhìn thấy những cung đường nó nằm ở dưới sườn núi đó. Cung đường này thì nó còn khá là, còn nói chung là nhìn nó khá là đỡ đấy. Đây, nhìn cũng con đường như thế này á, mình cứ tưởng tượng không biết thế nào mà mình ngồi trên xe máy mà để cho các anh bạn mà chở đi trên đường đi á. Lúc này là chúng tôi đang dừng đường tắt mà từ Yên Minh, từ Quảng Bạ đi Yên Minh. Ở phía dưới mình lên đó là từ Quảng Bạ đi Yên Minh. Hồi nãy giờ mình đang trên dưới là từ Yên Minh mình về Quảng Bạ. Rồi, ở trên xuống là mình đang đi từ Yên Minh qua Quảng Bạ. Dốc cao là hơn 900m. Hơn 900m. Đấy, mình mọi người nhìn thấy cái độ cao đó là thấy. Vâng, từ trên kia xuống. Quá trời đẹp luôn. Nhưng mà hiện giờ lạnh mà cái tay ra ngoài là nó tê luôn á. Đỏ rờm cái tay luôn rồi. Ở đây là có thung lũng. Ở dưới đây là địa phận của Quảng Bạ phải không anh? Bây giờ là mình đi đường xuống phải không anh? Đúng rồi, mình qua một cái đoạn khoảng mười mấy cây nữa mới tới Quảng Bạ. À, tức là bây giờ mình đi đường xuống dưới đây. Đi đường xuống. Còn cái đường lên đó đi đâu ha? Đó, đường lên là vào làng, vào một số cái bản á. Yeah. Ví dụ như cái đường chính là đường này thấy không? Yeah. Còn những cái đường nhỏ kia là nó vô bản, vô những cái bản làng bản, người ta sống heo hút trong một cái mỏm núi thôi. Trong những ở đây đường đi sao biết đường được trời. Đấy. Nhiều khi mình thấy là đây là ngọn núi đúng không? Thì sau cái ngọn núi đó là một cái làng người ta sống ẩn sau cái núi đó. Núi không là núi, trùng trùng điệp điệp. Cái này quay à?